Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Để quay lại với clip ngày hôm nay thì mình xin phép hướng dẫn tất cả các bạn một vị tướng là Van Heim. Thì qua cái giải đấu AFC vừa qua, các bạn đều biết được rằng là vị tướng Van Heim lên phút phép của AFC rất là mạnh. Nhưng ngày hôm nay thì mình sẽ làm một vị tướng Van Heim theo phong cách là phun sát thương vật lý thì nó sẽ hiệu quả hơn với những vị tướng sát thương phép hay không. Thì mời tất cả các bạn hãy cùng đón xem clip này. Và theo mình nghĩ thì không biết Van Heim phút có vật lý này nó sẽ xuất hiện ở trong SEA Games hay không. Theo mình nghĩ thì SEA Games sắp tới sẽ xuất hiện vị tướng Van Heim này. Và các bạn hãy đầu tiên thì mình muốn gửi các bạn biết về cái bảng ngọc Van Heim, thì mình sẽ cấp cho bảng ngọc trận đấu này là 26% tốc độ đấy, 10% tốc độ di chuyển và 64 tấn công vật lý và 64 xuyên giáp và 9 công vật lý. Còn lại là điều đầu của nó thì tớ sẽ lên cái cúng bảo tố và sẽ lên cúng đám đi thêm như một sát thủ, thì mình sẽ đến dẫn các bạn cùng tìm sao. Đấy là bảng ngọc và video của mình. Còn bây giờ thì cách gánh, cách đi đường Van Heim, các bạn đều biết được đang sở hữu cho mình cái tiêu hai là sở hữu tiêu choáng. Với tốc độ đánh nhanh thì có thể gánh đường rất tốt, mà bị hạn chế một cái di chuyển nhất định đó đấy, đó chính là cái không có đây phải không? Van Heim chỉ bị hạn chế nhất định đó đấy là không có chiêu thức trốn chạy, nó toàn là phải đi bộ. Nhưng Van Heim phiên bản này và phiên bản trước thì khi các bạn sử dụng chiêu bá hoặc là đòn đánh ấy, các bạn sẽ được tăng tốc độ di chuyển rất cao. Cho nên đó là một cái lợi thế rất mạnh khi tất cả bạn sẽ cầm Van Heim. Đấy, cho nên không sao. Clip này thì tớ sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách cầm Van Heim, cầm phun sát thương vật lý và có thể một cái gì đấy gọi là cách chế nó rất tốt. Khi mình gánh ở đường kinh công thôi thì chúng ta sẽ tiếp tục đi ra trong mid và thể gánh ở đường trên. Và Van Heim, các bạn đều biết nhiều người thì cho đó là cái trẻ trâu, nhưng ở cái phiên bản này ấy thì nó sẽ không có trẻ bởi vì đã từng đã được bao giải đấu rồi. Thì chỉ có bây giờ mình chỉ hướng dẫn các bạn cách chơi Van Heim thôi, thì các bạn sẽ cầm được rất hiệu quả. Mình sẽ đánh giá một chút về sát thương phép và sát thương vật lý. Thì một bên thì sẽ có một sát thương zone trong vòng 1-2 giây rất mạnh, nhưng một bên thì sẽ có một cái cầu rỉa rất tốt và một tốc độ đánh thả diều rất tốt, đặc biệt là Van Heim. Đấy, rồi một mạng hay quá, hai mạng đó. Cho nên là để mà so sánh thằng nào mạnh hơn, chắc chắn là Van Heim phun phép sẽ mạnh hơn, nhưng làm được nhiều việc hơn thì chỉ có thằng Van Heim có vật lý nó sẽ làm nhiều việc hơn trong bắt dài hơi hơn. Bởi vì con đó rồi, ok chờ đây rồi, chào anh cánh luôn. Rồi ok, đây phần phần này đấy, các bạn có thể thấy là cách chơi Van Heim nó khá đơn giản thôi. Đi gánh nó rất là mạnh nhá, nó mạnh ở chỗ nào ạ? Thứ nhất là một vị tướng đánh tâm xá, và thứ hai nó sẽ có chiếu tỏa ở chiếu hai. Và khi cái nội tại của nó khi xuất hiện chiếu tỏa nữa thì nó sẽ gánh rất hiệu quả đấy. Các bạn có thể thấy là khi mình đi gánh một cái nơi đâu đấy thì nó sẽ rất là mạnh và nó sẽ hiệu quả được kiếm rất là nhiều, chứ không phải là như những các vị tướng khác chẳng hạn như là nó rất khó gánh kiểu đông nan như vậy. Và SEA Games sắp tới đấy, theo mình nghĩ thì nếu có xuất hiện Van Heim thì người ta sẽ cung cấp phép, bởi vì mình thấy một Van Heim lên phép sẽ có nhất định ở đấy. Thứ nhất sẽ có một tốc độ đánh sẽ không thả siêu nhiều, cái lượng sát thương của nó chỉ đến khi cái đòn đánh nó chỉ đến khi mà chiếu bá mà chiếu đòn đánh một tải là màu đỏ ấy, thì chiếu một của nó mới mạnh thôi. Còn chiếu tỏa một các thứ thì hầu như là sẽ không được mạnh, sát thương chỉ đến khi tiêu đấy. Nhưng đòi hỏi ví dụ trong cái bát xe hơi, các bạn ví dụ trong cái bát xe hơi đi, thì Van Heim nó lên sát thương vật lý nó sẽ mạnh hơn rất nhiều đấy. Ở clip này thì các bạn hãy xem cái clip này, các bạn sẽ biết được tại vì sao mình phải nói tất cả các bạn biết Van Heim cầm sát thương vật lý nhưng mà sẽ bỏ đạn nhé. Đây, phần này các bạn nhé, các bạn hãy xem cái clip này này. Đấy, khi mình lên, đây, chế hết, đấy. Nó thả diêu rất tốt và cái lượng choáng của nó sẽ ra được nhiều hơn rất nhiều. Van Heim heo phép rất nhiều, đấy, làm sao mà chạy được, không bao giờ chạy được trong cái tình huống này luôn. Đấy, đó là lý do tại vì sao Van Heim mình lại thích cái cơ vật lý hơn tại vì cũng phép. Những phép chúng ta sẽ thải lên zone thì chưa bá trúng bá tía, thì đó là một cái sát thương chuẩn của Van Heim. Nhưng để mà gây được chiêu bá của nó trúng vào cái vị tướng bá tía thì nó rất ôi rồi thì này chết là choáng này, choáng này từ từ nhá, mình sẽ giữ chiếu choáng nhá. Đây rồi, chạy đi đâu đấy. Đôi lúc khi tất cả các bạn mà zone vị tướng nào chắc chắn giết nó thì không cần phải zone choáng nhá, bởi vì các bạn sẽ sử dụng cho mình cái chiếu choáng dừ lại
Các bạn phải giữ tiêu chuẩn của chúng ta lại để nhằm được cái cảm đấy. Thì tâm mình lên văn hóa phụ nữ vật lý cho nên thả diêu rất tốt. Rồi, cái game này thì các bạn có thể thấy là nãy giờ mình không phê phạm dừng luôn. Đấy, đấy là cách chơi của mình khi chúng ta có cái lời thế ấy. Chúng ta sẽ không cần phải phê phạm dừng làm gì cả. Và chúng ta không cần phải, bởi vì cái meta hiện tại bây giờ chúng ta không phụ thuộc vào nhiều những con quái rừng. Không phải chúng ta cắm mặt vào phá nó tùy một trận đấu. Chẳng hạn cái thể trận này nhá, mình sẽ đi gánh đường trên, gánh mid và gánh đường dưới này. Mình sẽ gánh tất, gánh lấy tất cả những cái lời thế tím. Các bạn hãy để ý với mình đi. Farm thì chỉ có vào những cái rank thách đấu thì mình mới tập trung đi farm như thế này thôi. Bởi vì khi farm thì chúng ta sẽ đi gánh hạn chế. Còn chúng ta mà không farm nhé, không phải chúng ta sẽ lợi dụng ở những cái lỗ hổng, chúng ta sẽ lấy được 3 đường, 3 gian thủ đầu của mình ấy. Sắm đầu chúng ta sẽ quay lại farm. Cái lúc đấy thì những cái lượng lính ở đường ấy thì nó sẽ gọi là bù đắp lại. Nó sẽ bù đắp lại được cái chúng ta không hợp lắm. Quan trọng là gánh hiệu quả hay không. Những trận đấu này thì mình đi gánh rất là hiệu quả. Đấy. Thì không biết là SEA Games sắp tới này thì các bạn có ủng hộ cho môn cá trước đến support hay không. Còn mình thì luôn luôn là hy vọng rằng Việt Nam chúng ta sẽ giành được huy chương vàng ở của bộ môn Liên Quân Mobile này. Đấy, rồi phá đây nhá. Đấy, mình chơi của khô màu lắm đây. Đấy, cái cách chơi này nó rất phù hợp với tất cả các bạn khi xem clip này nhá. Các bạn để ý mình hầu như rất là ít phá. Mình thấy chỗ nào của lợi thế mình sẽ lao lên để mình chơi lợi thế ngay đầu luôn. Đấy. Và các bạn thông cảm giúp mình một chút rằng là đây, một chóa chạy đi đâu con sâu, chạy đâu không bao giờ chạy được, mình có trừng phạt vẫn thôi rồi. À, lâu nay thì mình đã tập trung lại bên Facebook ấy, nên là mình làm clip rất ít mà các bạn thông cảm. Nhưng mà mình dự định sắp tới sẽ ra nhiều clip hướng dẫn tất cả các bạn rất nhiều về cái cầm ná, gọi là cái cầm ná, gọi là những cái kinh nghiệm của mình ở đây thách đấu á. Bởi vì Liên Quân đã ra 12 mùa rồi, kỹ năng tất cả các bạn đã có rồi, các bạn chỉ thiếu một cái gọi là kinh nghiệm. Thì kinh nghiệm là gì ạ? Kinh nghiệm thì mình đã có kinh nghiệm rồi, các bạn chỉ cần vào xem clip của mình thì mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn những kinh nghiệm nhất định đâu đấy, cực kỳ tuyệt vời ở đây thách đấu luôn. Bất kể các vị tướng, ngày xưa thì mình chơi được mỗi Nagaroth thì là tốt nhất, nhưng bây giờ thì mình sử dụng có rất nhiều vị tướng. Nói chung là có rất nhiều, hầu như bắn hay ít nhá, mình sẽ nói điểm mạnh, điểm yếu của nó. Trước thương mình chơi, hướng dẫn các bạn một clip thì mình sẽ nói điểm mạnh, điểm yếu của nó. Bắn hay ít lên full vật lý thì điểm mạnh của nó như nào ạ? Thứ nhất, bắn hay ít chúng ta phải hiểu là khi chúng ta đánh hai đo đánh thương thì nó sẽ được xuất sắc ra ba cái nội tài. Nội tài thứ nhất là sẽ ra cái chiếu chóa, cái chiếu hai. Nội tài thứ hai là sẽ ra cái chiếu một. Và nội tài thứ ba là sẽ ra đo đánh thương thứ ba cùng là gây sắc thương. Thì đó, khi mà bắn hay in lên khu có vật lý nó sẽ có tốc đánh, thì cái lượng nội tài của nó sẽ ra thường xuyên hơn và thường xuyên sẽ được ra tỏa nhiều hơn. Thì đó là cái điểm mạnh thứ nhất. Điểm mạnh thứ hai thì bắn hay in là một vị tướng xạ thủ duy nhất có thể vừa bắn vừa chạy, thả diêu tốt nhất trong tất cả vị tướng. Hầu như các vị tướng khác vừa bắn vừa chạy được, nhưng nó sẽ bị đe lấy rất là nhiều. Còn bắn hay in vừa phía vừa chạy nó rất là đa dạng. Đó thì đó thứ hai. Thứ ba là vị tướng bắn hay in đây là một vị tướng sở hữu của mình một cái rất là không chỉ cứng của trong các rất là tốt, cho nên là biến thể nó rất là mạnh. Nó chỉ hạn chế một chút đó là cái điểm yếu của vị tướng này, bắn hay in chết người, đó là nó không hề có một cái chiêu thức trốn chạy nào cả, nó hoàn toàn là di chuyển bằng hai chân và không thể nào trốn chạy được. Cho nên là cách chơi của nó, cách giữ vị trí như nào ạ? Nhất chúng ta cũng sẽ ké những cái vị tướng xạ thủ bình thường thôi, chúng ta sẽ ké bên kia với những vị tướng nào. Chẳng hạn khi đổi đâu với Nagaroth, chúng ta sẽ cắn rất thương, chúng ta sẽ cắn hai cái. Nếu chúng ta gặp Nagaroth thì chúng ta sẽ biết được rằng thằng Nagaroth nhảy vào các bạn còn chết hay không. Nếu chết thì chúng ta sẽ giữ vị trí với nó, là chúng ta sẽ xuất hiện sau thằng Nagaroth. Hoặc là chúng ta nếu thằng Nagaroth nhảy và các bạn không chết mà các bạn sẽ giúp được đám lại, thì chúng ta sẽ không cần giữ vị trí của Nagaroth. Đó là gọi là cắn sắt hướng. Chẳng hạn từ đầu này nhá, Evdot, Violet và con ấy thì hầu như mình không sợ con nào cả, bởi vì nó sẽ không dồn mình tiếp cho một con bó đó. Mình sẽ phía rất là thoải mái cái pha này này, chơi vô tư luôn đây. Chết rồi, một mảng tới rồi. Chẳng hạn bị tướng rác đấy, từ phía luôn đó. Rồi xong, cái pha này chào, cái pha này tới chết nhá. Thực sự là cần được hai người chấp nhận đấy. Cắn sát thương như nào ạ? Cắn sát thương thì khiến tất cả các bạn từ tín đến một thằng mát. Chẳng hạn những cái phá vừa rồi là 5 người thì là chấp nhận, không có vị tướng nào cần được 5 người hết. Nhưng ví dụ như vào
tháng đấy mà có 3 người ấy thì mình sẽ cắn được, đó là cái cắn sát thương, quan trọng nhất là cắn sát thương của một vị tướng. Khi các bạn sử dụng một vị tướng nào, bất kể xạ thủ hay sát thủ hay bất kể một vị tướng nào đi chăng nữa, phải yếu tố quan trọng nhất thì nó phải cắn được sát thương thì chúng ta vào những pha cấp pháp như vậy đấy. Còn những cái pha 5 người như vậy thì thực sự là mình không thể làm gì hơn đấy. Thực sự là theo mình thấy thì Van Heyin nó lên phú sát thương vật lý thì nó rất là mạnh. Không biết clip này thì các bạn có con định nghĩa là Van Heyin con trẻ trâu này không, nhưng theo mình thấy nó đã vào giải đấu rồi thì sẽ không còn là trẻ trâu này thôi. Chỉ cần các bạn có những cái kinh nghiệm, các bạn chơi cầm ve Van Heyin, các bạn chơi nghiêm túc thì nó sẽ rất là hiệu quả. Chứ các bạn bởi vì là Van Heyin gắn liền với trốn game, bởi vì các bạn hay áp cái, cho nên là các bạn sẽ là đâm ra là kiểu rất là nhức nhối. Bản thân mình vậy, gặp những bạn nào cần Van Heyin mà trốn game toàn không 10 không 8 nó rất bực mình. Nhưng hy vọng các bạn xem cái clip này, mình truyền đạt được tất cả các bạn một cái gọi là cái luôn gò mới ấy. Thì hy vọng tất cả các bạn có thể là nhìn nhận với Van Heyin một cách thực tế nó nhất. Và khi các bạn đi rừng các bạn sẽ làm được nhiều điều. Các bạn yên tâm đi, Van Heyin các bạn đi gánh ấy, cái tỷ lệ thành công của nó cao đến tầm 80% á, bởi vì nó sở hữu cho mình chiếu choáng và nó bắn liên tục thì nó sẽ rất mạnh, gánh rất tốt. Chỉ có hạn chế một cái là cái gì vị trí nữa các bạn nhé, hạn chế gì vị trí. Nhưng khi Van Heo đi rừng ấy thì nó sẽ khác một cái ở đấy. Đây chơi luôn cao đo kêu dĩa bốn màn các bạn. Rồi theo mình nghĩ thì clip đến đây là kết thúc rồi, và mình xin chúc tất cả các bạn một buổi có một cái mời thật quý về. Và cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nhé. Các bạn đừng quên hãy để lại cho mình một comment và một subscribe nhé. Rồi vẫn lại vù như cần các bạn nhé. Mà yêu nhìn mong em ta.